Xin kính chào quý vị, thưa quý vị trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Bloom ngày hôm nay. Ngọc xin một cái bí quyết mà muốn chia sẻ với quý vị mà bí quyết này rất là vui mà rất là dễ thưa quý vị. À, quý vị nhớ không, thường thường phụ nữ chúng ta đó là trang điểm rất là nhiều lớp dày Như là đầu tiên mình đánh serum lên trước nè, rồi phấn nước nè, rồi phấn phấn nền nè, rồi phấn phủ lên nè, rồi tí bột lên nè Mình mình dùng rất là nhiều cái lớp lên da mình rồi má hồng Thì mà cái mùa hè đó thưa quý vị là cái mùa mà chúng ta nắng nóng đó ở những tiểu bang nóng rất là nóng và rất là khó chịu mà quý vị đó thì cứ là mình đánh nhiều lớp lên da mình dày quá đó nó sẽ làm cho cái da mình ngợp mà tối mình về đó thì mình lại phải là phải tẩy trang thì cách đây khoảng một tuần ngọc nhi mới dùng chính cái kem dưỡng da của công ty để mà trang điểm kết hợp lại hai ba loại với nhau thì thưa quý vị rất là thành công ngọc nhi rất là thích là bởi vì thứ nhất đó là khi mình trang điểm đó là mình dùng chính cái kem dưỡng da thì cái da mình thứ nhất là nó không có sợ bị hư nè và cái đặc biệt thứ nhì nữa là sao là quý vị vẫn được dưỡng da ngay trong lúc quý vị trang điểm đó là một cái điều mà thật là tuyệt vời thưa quý vị ngày hôm nay ngọc như chỉ quý vị ha là quý vị phải dùng kem gì để mà quý vị trang điểm nha quý vị nha thì thứ nhất đó là um, sáng quý vị rửa mặt sạch xong quý vị dùng cái kem gọi là đa tế bào gốc của Nhật Bản, thì quý vị đây là cái hũ kem đa tế bào gốc của Nhật Bản, thì cái hũ này cũng rất là thích là bởi vì sao? Bởi vì trong này đó nó là một cái màu trắng như thế này, quý vị nha. Nó rất là một cái nó là một cái loại cream mà nó dùng để tái tạo tế bào gốc cho da, nó màu trắng và khi mình thoa lên da mình nó không có màu nhưng đồng thời nó cũng là một cái chất dưỡng ẩm. Thì quý vị đây là một cái loại cream mà đa tế bào gốc. Thì sáng đó quý vị rửa mặt sạch xong quý vị dùng cái kem đa tế bào gốc này quý vị thoa lên da quý vị. Thoa một lớp mỏng để thứ nhất nó vừa dưỡng ẩm da và dưỡng ẩm sâu, thứ nhì nó giúp da quý vị tái tạo lại tế bào gốc mới cho da và dưỡng ẩm cho tế bào nó được tươi và nó được phát sinh tế bào mới suốt một ngày rồi sau đó quý vị dùng cái Glamour Beauty Cream lên, thưa quý vị đây là cái Glamour Beauty Cream một cái loại cream mặc nhìn rất là mê nó một cái màu như là cái màu hột gà. Mà cái kem này thưa quý vị là của Nhật Bản rất là nhiều người thích. Đây là một cái loại cream mà cái màu nó cực kỳ đẹp và cái mùi thơm thật là sang. Cái hay của nó đó là nó giữ được cả ngày trên da quý vị cái mùi thơm luôn. Thì đó quý vị thoa cái lớp này lên da quý vị da quý vị sẽ rất là mịn rất là đẹp. Thì quý vị thấy đó là khi sáng sớm dậy Ngọc Nhi dùng đa tế bào gốc thoa lên da trước và sau đó Ngọc Nhi thoa cái kem thứ gì là Clamor cream lên trên Ngọc Nhi đang dùng trên mặt Ngọc Nhi nè quý vị thấy cái da đó nếu mà nếu mà máy chiếu cận da mặt đó thì cái da Ngọc Nhi rất là mịn và rất là tự nhiên um, hello hello hình như có khách hàng đang gọi vào phải không ạ à? hello À, thưa quý vị chắc là bị mất đường like rồi thì quý vị có cần thắc mắc gì việc gọi vào số điện thoại là 1888 933 7624 quý vị gọi lại dùm nhé 1888 933 7624 thưa quý vị cái chương trình này lạ là như vậy nè mình dùng chính cái kem dưỡng da để mà trang điểm thì khi quý vị dùng chính kem dưỡng da mà trang điểm đó thì quý vị sẽ không bị hư da mà cái da mặt cực kỳ đẹp cực kỳ đẹp như đang dùng vì thấy nè trên da mặt ngọc nhi đó ngọc nhi đang dùng thứ nhất á ngọc nhi dùng cái kem tế bào gốc lên trước đó rồi ngọc nhi sức cái kem clamo lên trên và sau cùng là sức chống nắng lên là xong thì cái da mặt nó rất là mịn và rất là tự nhiên và không bị thô không bị dày và không có bị à, bông bông tróc tróc lên nữa mà quý vị yên tâm nhất cái là cả một ngày mình cảm nhận được là cái da của mình đang được dưỡng chứ không phải là cái da của mình đang bị trang điểm thường thường phụ nữ chúng ta khi trang điểm đó mà mình da dầu thì thứ nhất là mình sẽ dễ bị mụn thịt quanh mắt và trên mặt mình bởi vì nó làm bít lỗ chân lông còn nếu quý vị mà da khô thì nó sẽ không ăn nó sẽ bị bong 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 lên và quý vị phải xịt một cái loại nước khoáng để cho nó giữ cái nền nó êm xuống thì cái nước nó mới dùng nhiều cũng không có tốt và cái phấn ăn ở da mặt không có tốt cho nên cái cách cục như dùng hổm năm nghĩ là mùa hè tới rồi rất là nhiều cream của mình mà tại sao mình không thử dùng bỏ cái trang điểm đi bỏ cái kem trang điểm đi dùng cái, cái sản phẩm dưỡng da để thấy cái trang điểm mặc nhiên nghiên cứu kết hợp mấy loại và cuối cùng như phát hiện ra là hai cái sản phẩm mà đi chung mà đẹp nhất đó là kem đa tế bào gốc và kem clamor thì thưa quý vị đây là hai sản phẩm đây là tế bào gốc ha đây là kem ramor và đây là kem 4 trong một còn đây nữa là cái kem chống nắng thì thưa quý vị bốn à, sản phẩm này nó kết hợp thế nào tuyệt vời thứ nhất nào là xin nhắc lại kem đa tới bầu gốc của nhật bản đó thì nó giúp cho cái da quý vị chịu được cái áp lực và làm tươi da rất là tươi da thưa quý vị và cái hay nữa đó là nó giúp cho cái da quý vị không bị à, à, mẫn cảm không có bị là dị ứng và đặc biệt nữa là nó làm cho quý vị được tươi da mà cái da quý vị đó nó mềm và rất là mịn thì đây là những cái hộp kem mà Ngọc Nhi rất là mê để mà kết hợp chung với quý vị nha. Học xin nhắc lại, đa tế bào gốc là giúp quý vị dưỡng ẩm da, nuôi tế bào, phát sinh tế bào gốc mới cho da và làm tế bào quý vị không có bị hư hại. Đó là kem đa tế bào gốc của Nhật Bản dùng lót ở dưới. Rồi cái kem Clamor lót lên trên thì kem Lamo này đó là một cái loại cream mà nó làm từ dầu gan cá mập hay nhất là làm từ chất là squalene Squalene là chiết xuất từ cái dầu của gan cá mập. Thì chất squalene này đó là nó giúp cho quý vị không bị bắt nắng. Có nghĩa rằng nó mịn lắm quý vị và nó mượt lắm và nó không bị bắt nắng. Cho nên cái text squalene này là cực kỳ tốt cho làn da mà dùng ở ngoài. Rồi lọc như thấy lọc như xài hai lớp là xong. Mật như đang đánh trên mặt cũng như là nếu mà camera có thể quay gần được cái da cái cận da đó thấy cái da mặt cũng như rất là mịn. Thì chỉ thoa hai loại mà thôi. Và nếu quý vị đi ra ngoài nắng thường như bữa nay ở, ở Cali rất là nắng thì gặp như thoa thêm một cái chống nắng lên nữa thì thưa quý vị rất là đẹp da và rất là tươi. Thì cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay là nếu quý vị mua một cái tám 80 đồng ha rồi một cái Đa tới Một Ốc 60 đồng quý vị được tặng một trong hai món là một là cái kem chống nắng trị giá là 60 đồng hoặc là cái kem à, 4 trong một trị giá là 50 đồng. Thưa quý vị bây giờ quý vị cho xét như là dùng thử quý vị xem nha. Đầu tiên nhất là à, Ngọc Nhi dùng cái kem à, đa tế bào gốc Ngọc Nhi mở ra ha rồi Ngọc Nhi thoa lên tay một tí nha Ngọc Nhi lấy một tí nè Ngọc Nhi thoa lên tay Ngọc Nhi cho quý vị xem nhá đây Ngọc Nhi thoa lên tay Ngọc Nhi, hử, quý vị thấy không? Nó là một cái loại cream làm từ tế bào gốc nó rất là mịn và nó rất là đẹp cho da Ngọc Nhi thoa lên tay mình một cái lớp cái kem này đó nó không có màu Ngọc Nhi thoa lên tay mình thấy quý thấy không? Thoa cho nó bóng lên rất là bóng vì thấy khác cái tay ở trong với ở ngoài liền vị thấy không thoa lên rồi sau đó ngọc nhi dùng cái kem thứ nhì là ngọc nhi à, thoa cái kem là Mo beauty cream lên đây là một cái loại cream cái màu như màu hột gà đó quý vị rất là dẻo đây là làm từ dầu gan cá mập của nhật bản cực kỳ tốt và quý vị dùng quá nó thơm lắm và nó rất là mịn da mặc như thích nhất là cái dầu này Cái loại này đó nó là nó giống như kem đặc nhưng mà nó không có đặc giống như kem đặc ngày xưa Mà nó hơi dẻo dẻo Thì Ngọc dùng cái dầu găng cái mập này Ngọc Nhi thoa lên một cái lớp ở trên của cái tế bào gốc hồi nãy đó quý vị Quý vị thấy cái kem nè, rất là đẹp Như hột gà đó Và nó dẻo lắm quý vị, Ngọc thoa lên cái bề mặt Ngọc thoa lên Quý vị thấy trắng liền thấy không Mà nó mịn lắm, nó ăn vào da rất là đẹp Quý vị thấy mình thoa lên không, Hai không cái tay rất là đẹp rồi sau đó nó còn có thể thoa kem bốn trong một số 3 lên bởi vì hai cái này nó đã trắng rồi mà quý vị không thích trắng quá quý vị thấy cái tay ở trong bên ngoài nó khác liền quý vị nhìn kỹ lại quý vị thấy là bị thoa rồi chưa thoa nó khác liền lúc đẹp nghĩa thoa kem 4 trong một số 3 lên đó thoa lên quý chấm thoa ra đây là một cái loại kem cũng chống nắng luôn quý vị nhìn là tay quý kia nè quý thấy không cực kỳ mịn và cực kỳ đẹp quý vị nhìn thấy nè trắng mịn và mượt mà lắm quý vị thấy không khác hai cái tay khác hoàn toàn liền đó và cái hay nhất là nhìn vào cái tay đó không biết là mình trang điểm cái đặc biệt của chúng ta đó là khi chúng ta trang điểm mà người ta không biết chúng ta trang điểm cứ tưởng là cái da thiệt đó thì nếu quý vị nào có làn da mà có những cái tì vết là hạn như là đốm tàn nhang đốm đồi mồi đó đốm tàn nhang hay đốm đồi mồi thì quý vị có thể là là um, thoa thêm một cái lớp kem bốn trong một nữa nhưng nếu quý vị nào mà không có tàn nhang đòi mồi thì quý vị chỉ dùng hai loại là đủ rồi là vừa kem tế bầu gốc thứ nhất và kế đó là quý vị dùng cái cream thứ gì là cái cream square uh, Squareland. Thì cái bộ này đó là cái kem uh, thứ nhất là cái kem Squareland này đó là giá 80 đồng ha quý vị ha. Cái kem ra tế bào gốc này là 60 đồng. Thì quý vị mua hai cái này là 140. Quý vị được tặng một là cái hũ chống nắng trị giá 60 đồng hoặc là được tặng cái hũ kem 4 trong một trị giá 50 đồng. Thì thưa quý vị, quý vị được giảm rất là cao. Thì quý vị thử dùng thử đi. Còn nếu quý vị nào mà ngại thì mình có thể gọi vào công ty. Mình xin số phone của công ty đó là 1888-933-7624. Quý vị gọi vào, quý vị xin cái hàng mẫu. Và cái hàng mẫu nó sẽ gửi tới nhà quý vị, quý vị dùng thử một tuần. Được quý vị hãy mua. Thì cái mùi đó quý vị, cái mùi nó sang lạ lắm. Rất là sang giống như là quý vị dùng dùng dầu thơm á mà nó sang cả ngày như vậy đó quý vị nó không có bị là bị, bị ba cái mùi đi mà cái hay nhất cũng như thích nhất á là cái mùi thơm nó sang và mà cái màu của nó nó tự nhiên lắm ngọc nhi sáp như sẽ thoa lên da đó thì ngọc nhi um, xong rồi cả ngày ngọc nhi đi ngoài được nghĩ là ồ cái da của mình nó hiện giờ nè thứ nhất nè là đang được tế bào gốc phát sinh trên da đang được dưỡng da Hoàn toàn không có ngại là những cái đồ trang điểm, cái phấn trang điểm, cái kem trang điểm làm hư da học nhi. Bởi vì cái da học nhi đang được nuôi thứ nhất là cái chất dầu gan cá mập giúp da học nhi không có bị bắt nắng. Và giúp da học nhi không có bị dị ứng với môi trường. Và làm tươi bề mặt da và làm tái tạo lại bề mặt da. Là từ cái kem Adlamo là làm từ Stixwellen. Thứ nhì là bên trong hạ bì da thì học nhi lại có cái kem um, tế bào gốc là cũng giúp giữ ẩm sâu cho da giúp cho cái da học nhi tái tạo lại cái tế bào gốc cho da và đồng thời nó nuôi tế bào và bảo vệ tế bào thành ra hai cái đó kết hợp lại thì nó nằm trên da học nhi từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều khi mình trang điểm là mình đang dưỡng da nghĩa là quý vị đúng nghĩa là dưỡng da ngày và đêm chứ ban ngày quý vị đi đi làm đi makeup đi làm á, bằng các loại hóa chất khác thì cái da quý vị nó không có được dưỡng mà nó bị mệt lắm là bởi vì nó bị ngợp và nó bị hóa chất tại vì hầu như phấn là làm từ hóa chất là nhiều là cái này của vị dùng á nó cực kỳ đẹp và nó cực kỳ an toàn thì cái bộ xin lặp lại là mua 80 đồng cái Clamor Cream 60 đồng cái đa, đa tế bào gốc thì được tặng là một là cái hũ chống nắng trị giá 60 đồng mà đa số là người ta lấy cái chai 4 trong một số 3 bởi cái đó là một cái loại cream mà người Hàn Quốc đó người ta hay dùng nó gọi là bốn chức năng trong một hũ kem là vừa là phấn nền phấn phủ phấn lót và vừa là chống nắng luôn thành ra người ta mới gọi là bốn trong một thì bốn trong một có mặt ở thị trường là đã mười mấy năm rồi quý vị đây là cái chai bốn trong một nằm ở thị trường đã 15 năm rồi thưa quý vị khách hàng rất là yêu thích vì vậy mà quý vị hãy thử đi nhé thì quý vị có thể gọi vào công ty một lần nữa là 1 888 933 7624 để xin cho được cái bộ hàng mẫu này để quý vị dùng thử. À, thật sự ra đó quý vị biết không, cái buổi chiều mình đi làm về đó, quý vị biết là Ngọc Nhi ngại cái gì không? Ngại là lúc mà tẩy trang. Cái da Ngọc Nhi đó là cực kỳ nhạy cảm. Mà khi mà mình tẩy trang đó, thì trong cái miếng giấy mà có thuốc tẩy trang đó, nó làm da mặt Nhi đỏ lên lắm, nó khó chịu nó đỏ và nó hơi nóng nóng rát rát mọc như đi mua cái giấy tẩy trang của mình biết Mộc nhi mua rất là khó tại vì cái da sensitive cực kỳ luôn cho nên rất là dễ bị thành ra rất là ghét tẩy trang thành ra nhưng mà từ lúc như nghĩ rằng tại sao mình phải tẩy trang mình phải dùng cái gì để mình đừng có tẩy trang thì chính bởi vì người ta nói rằng nó làm trong cái khó nó sẽ lót cái khôn thì Mộc nhi bắt đầu tại sao mình không dùng chính cái kem trang điểm của mình để mình trang điểm mà mình phải thế nó bằng những cái loại thuốc khác nó là nên mình khó chịu thì lúc đó mình mới thử ra và thử nhiều lần cuối cùng thành công là thưa quý vị à, đa tế bào gốc của của nhật bản sức ở dưới rồi sức cái kem à, làm từ chất Squalane là từ dầu gan cá mập sức lên trên để giúp da không bắt nắng và tạo cái màu của da và tạo cái sự bóng của da và nhìn thấy các quý vị vừa bóng vừa mịn và cái màu hoàn toàn tự nhiên nữa rồi cuối cùng là quý vị nào muốn trắng da hay là muốn sậm màu thì sức một cái lớp 4 trong 1 lên trên. Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi dùng cái 4 trong 1 số 3 để làm chi? Bởi vì 4 trong 1 số 3 đó nó giúp cho cái da Ngọc Nhi đó là à, cái màu nó sậm xuống tí. Nó không có bị sáng quá, Ngọc Nhi rất là sợ nó sáng trắng quá. Thì thưa quý vị đó là những cái mà Ngọc Nhi rất 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 là thích. Thì quý vị hãy gọi vào, nếu bây giờ quý vị có câu hỏi nào, quý vị gọi vào ngay bây giờ là 1 933 7624 Nếu quý vị nào gọi đặt câu hỏi hay, quý vị sẽ được một món quà. Một là cái chai um, kem stem cell trị giá 60 đồng. Hai là quý vị sẽ được một cái chai chống nắng cũng trị giá 60 đồng. Hoặc là cái chai 4 trong 1 trị giá 50 đồng. Nếu quý vị gọi ngay bây giờ để đặt câu hỏi về sản phẩm thì quý vị sẽ được từng món quà đặc biệt đó thì thưa quý vị um, trở lại vấn đề và tẩy trang đó thì khoảng một tuần nay khi, khi thử cái loại này mình thích là như thế nào là bởi vì đó khi mà mình đi làm về đó không cần là rửa mặt bằng nước ấm bình thường thôi không cần tẩy trang như ngày xưa nữa ngày xưa là phải tẩy trang nha rồi um, mà phải là tẩy một lần bằng cái loại giấy để tẩy trang hai nữa đó là ngọc nhi phải dùng cái cái xà bông đặc biệt để mà tẩy trang hoặc là dùng cái dầu thì tiện đây ngọc nhi sẽ chỉ về cách tẩy trang có nhiều cách người ta tẩy trang lắm ngọc nhi thích nhất là tẩy trang bằng cái chất vaseline quý vị mua cái hũ vaseline về đó quý vị chấm bánh con bông gòn lên tẩy trang thử đi nó rất là sạch nhưng mà nó không làm hư da quý vị đâu đó à, không nên dùng cái giấy tẩy trang thường ngọc nhi bị rồi mỗi lần tẩy trang xong cái da mặt mình nó mệt lắm quý vị và nó cảm thấy nó bị áp lực nặng lắm là bởi vì nó quá chắc trong đó thì quý vị nên tẩy trang một là bằng cái giấy tẩy trang mà tự chấm vào cái vaseline đó cái giấy thường thôi quý vị quấn vào cái tay mình đó rồi cái nếp kình đó rồi bắt đầu chấm vô vaseline thoa lên mặt hai nữa là quý vị có thể tẩy trang à, bằng dầu dừa quý vị đi ra những cái những cái tiệm mà nó bán dầu dừa đó mà mà dầu dừa để nấu ăn đó quý vị thì mình thích đi Costco mua cái dầu dừa một cái hũ lớn này nè màu trắng đục đó thì quý vị lấy cái dầu dừa đấu vị tẩy trang nó sạch lắm mà nó an toàn cái da lắm hoặc là bằng dầu olive cũng được nhưng mà từ ngày ngọc nhi đổi cái bộ xài cái bộ kem dưỡng da thế cho mấy cấp thì ngọc nhi không có lo ngại vấn đề tẩy trang nữa ngọc nhi chỉ cứ là sáng sớm là cứ dưỡng hai loại kem lên mặt thứ nhất là cái màu gốc lên mặt thứ nhì là ngọc nhi dùng cái loại clamo beauty cream là có loại có màu thoa lên mặt mà đặc biệt thích nhất là cái gì không cần xài chống nắng luôn tại vì nó giúp da mình không có bị bắt nắng nó hay là hay cái đó đó quý vị thì là hai đó thoa lên mặt xong thì cũng như thoa bốn trong một lên cho cái da mình nó sẫm xuống một tí tại vì hai đặc biệt đã trắng sẵn rồi rồi xài cái này là nó trắng dữ nữa cho nên là phải dùng cái số 3, bốn trong một để mà đắp lên cho cái da mình nó, nó, nó xuống tông màu một tí để cho nó cho nó bớt trắng đó ruột như ra đường tung tăng cả ngày đi đón con đi công việc chiều về chỉ rửa mặt sạch bằng nước ấm lúc mình tắm mà thôi không cần phải mất thời gian tẩy trang như ngày xưa nữa và cái quan trọng nhất thích nhất là gì cái da mặt không sợ bị damage bị tổn thương nữa thì quý vị thử đi nhé quý vị gọi và xin hàng mẫu thôi cũng được nữa là một tám 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 chín ba ba bảy sáu hai bốn gọi ngay bây giờ để xin hàng mẫu hoặc gọi ngay bây giờ để quý vị có được những cái món quà thật là đặc biệt à, quý vị biết không gặp những một chị bạn đó Em cho, cho chị xài chứ nói là cái đây mấy ngày chị nói là rất là thích. Tại vì đó em biết không? Đi làm về đã mệt rồi, còn phải tẩy trang nữa. Mà tẩy trang á rồi phải chờ lâu thấy cũng mười mấy phút mới đi tắm. Còn bây giờ chị tung tăng cứ vào nhà tắm là tắm không bằng tẩy trang mà thật sự em ơi, dùng cái cái make up mà makeup mà bằng cái cái dưỡng da đó thì thật sự là cái da nó đẹp màu lắm. Xài khoảng một tuần lễ quý vị thấy cái da quý vị khác rồi bởi vì sao? chính trong cái hàng make up đó đó nó làm hư da quý vị. Quý vị thấy những nghệ sĩ những người trang điểm thường mà dày, lâu dần cái làn da người ta cái màu nó rất là tái và nó không có tươi là bởi vì nó bị ảnh hưởng từ hóa chất đó quý vị. Còn quý vị dưỡng da mà quý vị trang điểm luôn thì cái da quý vị chẳng những không bị ảnh hưởng từ hóa chất mà mỗi ngày đó nó lại càng tươi thêm rồi nó lại được dưỡng tế bào thêm và cái da quý vị lại rất là tốt là bởi vì sao bởi vì sáng được dưỡng da suốt cả ngày và cái da quý vị lúc đó không bị hư tế bào nè, không bị bắt nắng nè, khó ăn nắng lắm và tươi tế bào. Rồi tối về mình rửa mặt xong là mình dùng cái loại dưỡng mang đêm. Thì có nghĩa rằng quý vị đang được dưỡng dường như là 24 tiếng, 12 tiếng buổi sáng và 12 tiếng buổi tối cho tới ngày hôm sau thì cái làn da nào cũng là không không đẹp được. Dưỡng kiểu đó sao không đẹp được không quý vị? Thì một lần nữa đó là 1888 0933737624. Thứ nhất nhá là cái hũ đa tế bào gốc đây quý vị ha. Đây là cái hũ đa tế bào gốc đây. Đó, thì quý vị có thể dùng cái hũ này để mà làm kem nền như quý vị thấy nè, rất là đẹp và cái nền ở trong. Thứ nhì là cái Glamour Beauty Cream. Đây là cái hũ cũng trị giá 60 là 80 đồng nhưng Ngọc Nhi rất là thích là tại sao? Tại vì nó làm đổi cái màu da quý vị. Mà cái màu da quý vị rất là tươi, và những màu hột gà đó dễ thương lắm đây là cái clamor làm từ chất squalene là từ dầu gan cá mập quý vị thấy cái hình nó rất là dễ thương đó và các vị thích nhất á, là cái màu của nó trong này nè quý vị nó là màu hột gà và cái mùi thơm cực kỳ sang thưa quý vị cái mùi thơm nó sang lắm nhá đây nè quý thấy không cái màu hột gà mình thoa lên da mặt mình nó nó mịn và nó trơn rất là đẹp mà nó cực cái mùi thơm cực kỳ sang thì đây là cái clamor quý vị thoa lên trên Nghĩ thử là nó rất là dẻo quý vị Quý vị nhìn nó dẻo lắm Nó không có phải giống như là các cái loại cream khác mà nó cứng Cái này nó rất là dẻo và nó mềm lắm mà nó dễ dùng quý vị, nó dẻo như là như là hột gà cả đó quý vị, Ngọc Nhi thích lắm. Ngọc Nhi thường thường nói với ở nhà đó là đây là đặt tên là kem hột gà mới đúng đó. Thì nó làm từ dầu gan cá mập đó quý vị ha. Đây là cái Clamor Beauty Cream. Rồi cái kế nữa là quý vị dùng cái cái chống nắng lên trên ha, hoặc là quý vị dùng đây là cái chống nắng quý vị dùng lên trên đây là cái kẹp như thấy là thoa lên tay nè nó đẹp lắm quý vị nó mịn cái tay mình lắm và cái mùi thơm á nó cực kỳ sang quý vị mùi thơm sang lắm cái thứ ba là cái chống nắng và cuối cùng là cái bốn trong một quý vị mua hai cái hũ này một cái làm nền và một cái làm ở trên mặt da được tặng một cái chống nắng hoặc cái bốn trong một thì quý vị thử dùng đi nhé à, trở lại với phụ nữ chúng ta đó thì thú vị à, cái mùa này nè Ngọc như thấy đó là đa số mình make up với buổi trưa là nó trôi mất hết rồi nó không có còn mà như giữ như lúc đầu nữa bởi vì cái nắng cái nóng mồ hôi nó chảy ra mình chậm ra nhưng quý vị dùng cái cream dưỡng da thì giống như da ngọc nhiên nào quý vị thấy đó mình sức từ sáng tới giờ luôn á nó không có hề bị trôi tại vì sao tại vì nó là một cái loại cream dưỡng da cái kem mà từ tế bào gốc đó là nó giúp cho dưỡng ẩm sâu và giữ lên đó quý vị và cuối cùng là cái clamor ở trên bề mặt để nó giúp cho làm cái màu và đồng thời nó làm cho cái cái nền da rất là đẹp và đồng thời nó giúp da không bắt nắng từ chất Squareland là dầu gan cá mập. Thì thưa quý vị, đây là cái bộ mà Ngọc Nhiên nghiên cứu hôm nay. Tại vì như nói quý vị rồi đó, tức mình cứ phải trang điểm mà cứ trang điểm là về phải tẩy trang. Mà tẩy trang là lại sợ hư da. đó Thành ra vì vậy mà Ngọc rất là cẩn thận. Thì thưa quý vị, một lần nữa thử một cái này đi, quý vị không cần phải mua đâu, quý vị cứ gọi vào điện thoại công ty xin hàng mẫu cái bộ kem vừa trang điểm vừa dưỡng da là nhân viên biết liền số phone quý vị gọi vào là một tám 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 chín ba ba bảy sáu hai bốn một tám 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 chín ba ba bảy sáu hai bốn rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng chúc quý vị một ngày làm việc thật vui bên gia đình và người thân hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình thoát show kỳ tới kính chào quý vị